Sờ thấy cái vị trí rách ấy luôn. Thế nào? Đấy, em bắt đầu. Đau nhiều quá. Thứ nhất là em bị cái hội chứng là chậu chảy. Đau nhiều cái vùng này. Đặc biệt đấy của em ấy là có thể chạy nhiều ấy. Cái này nó viêm đau cái sụn trên ngoài. Cơ hạ thật đấy. Dịp luôn, nó viêm được cả mấy phần đấy. Dịp được 70-80% ấy. Ồ, nhiều thế. Kiểu mông bê chạy luôn đấy. Tức là hơn một tháng trước là khi nào em chạy, em cứ chạy là nó theo, ví dụ chạy chạy nó nhanh một chút thì nó làm bắt đầu cái máu ngoài của lớp. Vâng, chắc là chắc tầm ra. Thực ra bây giờ em, tức là mình co, mình cảm nhận đau đấy. Mà lúc mà thường mà chạy xong ấy, hôm buổi tối đấy nó sẽ đau, buổi hôm sau nó rất đau. Nó kiểu như là mình cứ nhấc chân lên nó đau, nhấc kiểu này đấy, nhấc này sẽ đau. Đấy. Còn bắt đầu đến hôm sau dần nó bắt đầu dịu dần. Sau kiểu như nó hết đi. Sau đó là mình chạy lại, nếu mà mình chạy lại tầm khoảng mấy cái đầu thì nó cũng chưa cảm nhận gì đâu. Sau đó tầm 5-6-7 cây bắt đầu nó mới cảm nhận lại bắt đầu cảm giác nó bị hơi nhói nhói. Về lúc chạy thì nó kiểu như là nó sẽ không bị đau như lúc mình đã chạy xong. Đấy, lúc chạy xong lúc đến đầu không còn chạy. Thế lúc đầu em nghĩ là em cứ kiểu nghỉ chạy cho dần quen nó hết, xong nó không hết thì em muốn lên tôi đánh giá rồi nó không hết cả. Như này đau không? Đau ở cái chỗ mà anh nhấn đây thôi. Đúng rồi, chính đấy. Đấy. Đây là đau. Đấy, đúng đau. Đau nhiều quá. Bấm vào đau rồi. Đấy, đau quá. Chị kiểm tra em cái mắt cá chân của em. Mắt cá chân của em thì sao? Chân em cũng thấy là chạy ra gần đây cảm giác nó hơi nhói nhói. Cứ chạy nó mới đau thôi. Trước là cái mắt cá này nó có bị đau, nó có bị chấn thương trước thì không hay tự không. Nó đau lên thôi. Không ạ. Mắt cá trong. Đây sao? Hơi. Khi chạy căng căng thì nó đau ở đây đấy nhỉ? Cái này, cái chỗ này bị rách cái gân chảy sau nhé. Rách nhẹ thôi nhưng mà nó đủ làm mình đau. Để nó tự lành hơi khó. Nên là mỗi lần em chạy căng thì nó sẽ đau ở đấy. Sờ thấy mà. Sờ thấy cái vị trí rách ấy luôn. Em có một hai cái vấn đề của em. Thứ nhất là cái gối bên phải của em này. Đó. Thứ nhất là em bị cái hội chứng là chậu chảy. Hội chứng gì ạ? Hội chứng là chậu chảy. Người ta gọi còn gọi là IT band ấy. Đây là chậu chảy này, chậu chảy nó từ bên nó bám vào cái chỗ màng chậu này, cả một cái dải luôn đây, nó bám vào cái màng ngoài của dương chảy như thế này. Đó. Thì cái chỗ này này nó đau nhiều này, là cái chỗ này là nó viêm ở cái đây là cái lồi cổ của lồi ngoài xương đùi, đó nó viêm cái chỗ này đau nhiều cái vùng này, đó và đau cả những cái vùng quả mỡ trước gần với chè này nữa. Nhưng đặc biệt đấy của em ấy là có thể chạy nhiều ấy, cái này nó viêm đau cái sụn trên ngoài. Cái này vấn đề nó viêm đau cái trụ trường ngoài. Cái này thì chắc chắn là em cần phải giảm tải. Đương nhiên là mình không nghỉ chạy, nhưng mình phải giảm tải xuống. Dạ. Và mình điều trị. Thì nó mới có thể khả năng ổn được. Cái này nó tổn thương cái dập cái trụ trường ngoài nữa. Còn cái chân này thì là tổn thương cái gân chảy sau. Cái này bác sĩ có. Nhưng vấn đề đấy của bạn ấy là bây giờ là khi mình đau như thế này thì mình phải điều trị và mình tập phục hồi cho nó ổn lên. Cái đấy là cái quan trọng. Bây giờ điều trị chứ không phải là chỉ đơn thuần là chỉ tập thì nó không hết được. Khi nó đã bị viêm một cái hiệu hội chứng thực thể rồi, hội chứng giải thổ chảy rồi, tổn thương cái đụng dọc cả cái sụn trên ngoài rồi, thì để tự không thì nó không hết được. Bây giờ điều trị như nào? Mình điều trị bằng vật lý trị liệu phù chức năng, điện xung hồng ngoại siêu âm ghi sóng laser massage các kiểu, sóc quay các thứ nó sẽ ổn. Cái này thì thường nó mất thời gian nhiều tầm bao lâu? Nói chung là nếu mà tốt ấy, thì nó sẽ khoảng độ 4 đến 6 tuần. À, 4-6 tuần, nhưng đương nhiên là không phải là 4-6 tuần là nghỉ hoàn toàn, 4-6 tuần đó.
trong khoảng thời gian điều trị mình vẫn tiếp tục mình tập. Mình phải tập để cho cơ thể nó khỏe lên. Vừa điều trị vừa tập cho người nó lên dần. Kể cả cái này cũng vậy. Còn mình đang nói cái khoảng thời gian đó 4-6 tuần đấy là cái khoảng thời gian là mình chưa mình cao hẳn lên được rồi. Tập nhẹ. Đúng rồi. Mình tập nhẹ, mình tập lên dần. Đỡ hơn thật đấy, nhẹ nhàng hơn đúng không? Có không thấy đau, cứ hạt thật đấy, dịu luôn đúng không? Được mấy phần anh? Dịu mà được 70-80% ấy. Một nhiều thế, về theo anh. Bình thường có đau mà. Ok, hay quá. Buổi đầu như vậy là anh ngồi nhanh đấy. Chống cũng về chạy luôn đấy.